Câu nào nhiều nữ hơn? Hai câu bằng nhau đúng không? Bây giờ ba đổ nhá. Ở đây. Hai câu này, câu nào nhiều nữ hơn? Thật không? Thật ạ. Ba đổ lại nhé. Câu nào nhiều nữ hơn? Bằng nhau. Bằng nhau à? Bây giờ con chỉ nói về lượng nước này thôi. Lượng nước thôi nhé, không nhìn thấy độ cao nhé. Hai câu hai này nhiều nước bằng nhau đúng không? Đây là nước này, người trong này này. Nhá. Mình nói về nước thôi nhé này. Nước thôi. Nào không? Tập trung vào. Nghịch. Vậy ba hỏi tiếp nhé. Vẫn là nước này đúng không? Ba đổ vào đây. Thì cái nào nhiều nước hơn? Cái này à? Mấy bông, cái nào nhiều nước hơn? Cả hai bằng nhau ạ. Không, cái này nhiều nước hơn. Vì sao? Bởi vì là vẫn là cái này nước nhé. Ba đổ vào đây mà. Ba đang hỏi là lượng nước. Lượng nước mà ba không nhìn được có cao đâu. Lượng nước mà có cao khác nhau không? Ba nhìn được cao đâu, ba nhìn là lượng nước không mà. Bằng nhau. Bằng nhau đúng không? Thế bây giờ nhé. Nó đang bằng nhau, thế thì bây giờ thì sao? Nước nào nhiều hơn? Hai cái bằng nhau đúng không? Tại sao bằng nhau? Tại nó khác nhau mà. Tại vì nó khác tốc nhưng mà nước con cũng thế. Con cần quay, chắc là phải quay lại. Đã đi.